Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và bước sang phần tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây có một người đàn ông ở tại tiểu bang Washington bị bắt y làm nghề lái Uber. Thế nhưng bị gia đình của nạn nhân đó bắt giao cho cảnh sát, mà trước khi bắt họ còn đánh cho một trận như tử vì cái tội là lợi dụng khi mà khách đang xỉn bị say quá độ, y đã chở người ta đến một cái chỗ vắng và cưỡng hiếp. Thì đây là người đàn ông tên là Ahmed Ali, 58 tuổi thưa quý vị. Hình ảnh này là khi mà y vừa xuất hiện vào đầu tuần này ở tại tòa. Thì bây giờ theo như hồ sơ từ phía tòa án đó, vào thứ bảy tuần trước lúc 12 giờ 15 phút sáng, y được hai cô, bây giờ tại vì nạn nhân bị cưỡng hiếp cho nên là không có đưa tên tuổi ra, tạm gọi là cô A. Cô A cùng với bạn của mình là cô B, hai cô bước ra khỏi một cái quán bar thì cô B đó mới bấm app Uber để đặt chuyến xe cho bạn của mình, bởi vì cô A đó là cổ cũng hơi xỉn quá rồi, nhưng mà tại vì cô B cổ không có cùng về được thì cô B đó cổ chờ cái xe Uber của cái tên Ali này đến và cổ đặt bạn mình ngồi vào đàng hoàng rồi bấm địa chỉ để cổ chờ chiếc xe này đi thì cổ mới rời khỏi. Thế nhưng không ai biết là trong lúc mà y đang chở cô A đi đó thì y thấy rõ ràng chắc cô này coi như gần như là bất tỉnh, ngồi ở băng sau luôn rồi, cho nên là y mới lợi dụng là trên cái app đó, thì quý vị đi Uber quý vị cũng biết là nó có cái map, cái quãng đường xe chạy tới đâu, phải về đúng cái destination, cái nơi mà khách đặt, thì xong đó lúc đó người tài xế mới bấm là chở về rồi tắt cái app đi. Thì y làm y chang như vậy thưa quý vị, nghĩa là có chở để cho cái app nó track được cái xe y đã chạy đến gần trước cửa nhà của cô, sau đó y tắt cái app, y làm giống như là y khách đã xuống rồi, sau đó là y tắt rồi để cho cái chuyến xe nó hoàn tất và y đi chỗ khác. Thế nhưng thật sự lúc đó y chỉ lái gần đến cái nhà của cô thôi, sau đó y tắt cô y không có đánh thức cô nạn nhân dậy tại vì cô đã quá xỉn. Thế là y chở đến một cái khu vực mà y biết ở nơi này đó có một cái căn cứ quân đội thưa quý vị, ban đêm ở đây giống như gần như là rừng rậm vậy đó, ban đêm không có ai bén mảng tới đây cả. Thế là y chở nạn nhân thẳng đến đây và cưỡng hiếp cô. Thì cô nạn nhân đó xui là đã bị cưỡng hiếp rồi, nhưng mà trong lúc mà y đang chở đến đây thì cô bạn cô Bi đó cổ chắc cổ cũng lo, cho nên là lúc đó cổ gọi cho ba mẹ của cô A nói là đã đặt xe chờ cô A chở về nhà, thì chắc họ canh cái quãng đường từ cái bar đi về đó chỉ có khoảng 12 phút lái xe thôi. Thì hoài gia đình nạn nhân không thấy cái chuyến xe chở con gái họ. Thế là người cha đó, ông mới mở cái app lên, ông có cài đặt cái app mà định vị trong phone của cô con gái. Thì ông mới thấy là ủa tại sao cái app đang định vị cô ở một cái location, ở cái một cái nơi gần cách nhà đó cũng khoảng đâu 10-15 phút thôi quý vị. Và thì ông biết là rồi, vậy là có chuyện xảy ra rồi. Thì ông mới lật đật gọi tất cả con cháu ở trong nhà, 4-5 người đàn ông leo lên xe và họ cứ theo cái app định vị đó, họ chạy được đến đây thì họ thấy là rõ ràng có một cái xe Uber đang đậu ở đó. Thì họ lao xuống một cái thì thấy rõ cái cảnh là y đang cưỡng hiếp con gái của họ. Thế là họ nhào vào họ đánh cho y như tử. Và thì y đã cố gắng vùng bỏ chạy. Ông bố đó, ổng có xách súng theo nữa thưa quý vị. Trong hồ sơ của tòa án là ổng đã bắn 2 phát. Thì nhưng mà chắc mấy người trong gia đình can, cho nên là không có trúng y phát nào hết. Y đã leo xe y bỏ chạy, nhưng mà bởi vì cái app Uber có cái lịch sử của cái chuyến xe, cho nên sau đó gia đình này họ gọi cảnh sát. Thì cảnh sát đã lần theo cái số xe và bắt được y. Trên người của nạn nhân đương nhiên là còn những cái bằng chứng bị y cưỡng hiếp. Tuy nhiên bây giờ đó thì phía luật sư biện hộ cho cái tay này bây giờ đang cân nhắc là không biết có kiện cái người cha, bởi vì nói là y đã ông đã dùng súng đe dọa xém bắn trúng cái tay này, mặc dù y là người đã phạm pháp trước.
Và đó là lý do trên chiếc xe Uber cần phải có 10 điều răn của Thiên Chúa, trong đó có việc không dâm ô. Thưa quý vị, đùa tí cho vui, nhưng mà đây là vấn đề lớn hiện nay, khởi đầu từ tiểu bang Louisiana. Sau khi ngày hôm qua, ông thống đốc đã ký ban hành lệnh tất cả các trường công ở tiểu bang Louisiana, một tiểu bang rất bảo thủ, buộc những trường nào mà nhận tài trợ của chính phủ phải đăng 10 điều răn của Thiên Chúa. Thì những quý vị nào mà sang Mỹ này vào khoảng thập niên 80-90 như chúng tôi đó, hầu như năm nào, lúc đó cái tivi nó bự khủng khiếp luôn, chưa có tivi màn hình nhỏ, mà cứ mỗi năm chúng tôi được xem cuốn phim của Charles Heston, The Ten Commandments, phim hay lắm, để kể lại cái thời kỳ mà ông Moses đưa cái đoàn người Do Thái rồi trong đó lên trên núi cầm hai tấm bảng trong đó 10 điều răn của Thiên Chúa như thế nào. Thì đây là một cái vấn đề chính đã từng diễn ra trong quá khứ. Little Sài Gòn TV cũng đã từng đưa ra những cái phán quyết của Tòa Tối Cao Pháp Viện trong những cái tin tức cũng liên quan đến 10 điều răn của Thiên Chúa này. Trong đó chẳng hạn như là nói lẽ đương nhiên là vì nó là mang niềm tin của Thiên Chúa cho nên không có được đưa hình ảnh hoặc là thờ phượng bất cứ hình ảnh nào khác ngoại trừ Thiên Chúa. Tuy nhiên có những điều răn mà chúng ta thấy rất là thích hợp với người Hồi giáo, Phật giáo và Do Thái giáo luôn cả nữa. Thưa quý vị, hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều có những điều răn tương tự như vậy. Và đó là lý do Đảng Cộng Hòa ở Louisiana họ nói rằng 10 điều răn này được đưa ra để trị nước và trị dân. Nếu ai cũng đi theo những cái điều răn của Thiên Chúa như thế này đó, thì đất nước, về dân chúng, xã hội mới yên bình, con cái mới hòa hợp với bố mẹ, không xảy ra những cái vụ giết chóc hãm hiếp mà chúng ta nghe hàng ngày. Thì đó là những cái quan điểm của những người tin vào điều răn của Thiên Chúa của Đảng Cộng Hòa. Trong đó chẳng hạn như là You shall not murder. Cái chuyện này hầu như tôn giáo nào cũng thế. Phật giáo thì nó không có sát sanh. Thì đó là một trong những điều răn của Phật giáo. Không có dâm ô, vân vân. Không được ăn cắp. Bên phía Hồi giáo cũng thế. Bên phía Hồi giáo ăn cắp là chặt tay, thưa quý vị. Không được đứng ra làm chứng dối để chống lại người khác. Đó là một cái điều rất tốt. You shall not covet. Không có được tham lam, không có được vơ rồi làm hại người khác bằng cái sự tham lam, tham vọng của mình. Thì nếu mà thực sự đó, về mà cái chuyện mà dạy dỗ giáo huấn 10 điều răn mà nó tương tự như bên phía Phật giáo hoặc là Hồi giáo, Do Thái giáo là điều tốt con người đem làm. Nhưng mà vấn đề chính ở đây đó là hiến pháp của nước Mỹ đã ghi rất rõ là biệt giữa nhà thờ và chính quyền. Đó là hiến pháp. Trong hiến pháp của Hoa Kỳ cũng yêu cầu chính phủ không được phép xen lẫn vào chuyện lập nhà thờ hoặc tôn giáo. Cho nên cái quyền tự do tôn giáo là hiến định. Nhưng tự do tôn giáo có giới hạn, là không để tôn giáo gây ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ. Thế thì ngay lập tức cái phe nhóm dân quyền ủng hộ và cũng như chống đối đó, họ tuyên bố sẽ kiện. Trong đó họ đưa ra một cái vụ mà Tòa Tối Cao Pháp Viện đã từng đưa ra trong quá khứ đó, ở Kentucky, là buộc trong các tòa nhà của chính phủ, sở cảnh sát là phải đăng cái 10 điều răn của Thiên Chúa. Cái câu hỏi đặt ra của những người theo Phật giáo đó, mà đi học trong các trường công này sao? Tôi không tin vào Thiên Chúa. Người Do Thái giáo, người Hồi giáo, họ có đức tin khác. Mà bây giờ bắt họ phải đi vô trong lớp học mà nhìn những cái điều răn này áp đặt trên đầu óc của họ, thì điều đó có vi phạm vào quyền tự do tôn giáo hay không? Đây là điểm mà chắc chắn sẽ gây ra những cái tranh cãi rất lớn. Ngay lập tức,
những cái phe mà chống đối đó, họ nói rằng cái điều này nó rõ ràng nó vi hiến, bị vi phạm vào cái hiến pháp của Hoa Kỳ, chưa kể đó, nó vi hiến là vi phạm vào quyền tự do tín ngưỡng nữa, áp đặt cho tất cả mọi người dựa trên điều răn của Thiên Chúa này. Chúng tôi tiếp tục với tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Đây là sản phẩm số 1 Nhật Bản được nhiều người tin dùng và sử dụng, giảm ngay các triệu chứng và biến chứng của tiểu đường như mệt mỏi, giảm thị lực, tê bì tay chân, loét bàn tay chân tiểu nhiều. 80% bệnh nhân đều giảm được lượng đường chỉ từ sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Ngoài ra còn giúp lưu thông khí huyết, mỡ máu, thải độc cơ thể. Một hộp có 14 miếng, mỗi tối trước khi đi ngủ anh chị sẽ dán 2 miếng vào lòng bàn chân rồi đến sáng hôm sau bóc ra. Đang có bán tại Bảo Thi Shop 800 899 5565 hay 714 230 5591.